Happy, là Hoàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh vlog của mình. Thì cái video ngày hôm nay cũng chính là cái video cuối cùng trong năm 2022. Thì rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình với cái vlog của mình trong năm vừa rồi. Thì trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ tí xíu là trước khi mình quay video này, mình đã xem lại cái lịch sử, nói chung là cái thống kê của cái kênh YouTube của mình. Thì khoảng đâu đó có 46 bạn thường xuyên xem vlog của mình và có hơn 1.000 bạn đã xem cái vlog mới. Thì mình rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với vlog của mình nhé. Và trước khi mà qua hè năm mới thì mình cũng chúc bạn một năm vô cùng tuyệt vời sẽ chờ đón các bạn với những thành tựu mới. Bây giờ mình sẽ bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Let's go. Ok, thì như tựa đề video các bạn cũng thấy thì hôm nay cái vlog cuối cùng mình sẽ unbox những cái phụ kiện công nghệ giá 300.000. Thì đâu đó khoảng 300.000 thôi chứ không phải là tất cả đều 300.000 các bạn nha. Có thể sơ xuất một tí xíu hoặc là nó rẻ hơn tí xíu, bởi vì mình cũng mua trong những cái lúc sale á, nên là giá nó khá là hợp lý. Và món đầu tiên của mình đó chính là Lux Keyboard và một cái silicon board của Samsung. Thì cái này mình mua rất là lâu rồi. Nếu mà các bạn có xem một cái vlog nào đó thì khoảng thời gian đó mình đã có cái này rồi, nhưng mà mình chưa mở ra mình xem luôn. Và đến cuối năm nay thì mới được mở. Thì đầu tiên cái ốp lưng này, đây là hàng chính hãng luôn các bạn nha. Và mình nguyên siêu luôn, mình mua đâu đó hình như là khá là rẻ, hình như có 100 mấy 200 gì à. Nếu mua những cái ốp lưng như thế này mà giá gốc chính hãng á, mình thấy nó hơi bị phí, bởi vì cái số tiền đó mình có thể mua rất là nhiều cái ốp lưng khác với nhiều cái thương hiệu khác nó hay hơn. Nhưng mà đối với những dịp sale như thế này thì những cái ốp lưng này khá là hợp lý. Đây là cái ốp lưng của mình đây. Thì chắc cái mẫu này nhiều quảng cáo rồi các bạn cũng thấy rồi. Ở đây mình sẽ có một cái QR để check luôn. Đây là cái con S22 Ultra của mình. Wow, sâu xịn luôn. Đây là cái chức năng cầm tay. Một cái ốp lưng khá là xinh và chắc chắn từ Samsung. Bây giờ tới lượt Lux Keyboard. Bình thường là được tặng hai cái, nhưng mà sale mà nên chỉ tặng được một cái Lux Keyboard thôi. Wow, mình không có xem phim hoạt hình này nên là mình cũng không biết. Các bạn hãy comment bên dưới nha. Nhưng mà cái phim này rất là nổi tiếng luôn. Cái phim này mình nhớ là những nó dự đoán được tương lai, giống như là sự kiện Donald Trump làm tổng thống nè. Thì đó là cái món đầu tiên mà mình unbox. Bây giờ mình sẽ qua sản phẩm thứ hai nha. Tới cái hộp này, đây là cái hộp mà cái sản phẩm mình order lâu thứ nhì. Khoảng thời gian mình order vào 30 tháng 7 nè. Chắc là mọi người cũng thắc mắc lắm ha. Thường là khi mà người ta đã order về rồi là người ta lấy, người ta xé ra ta xem luôn. Thì một là check hàng xem có vấn đề gì không, hai là tận hưởng những cái món đồ mà mình mua. Nhưng mà mình không. Mình mua xong cái mình để xó đó. Xong cái đến bẩn gần cả nửa năm thì mình mới inbox. Có cái con dao hình trái cà rốt này á, khá là tiện luôn. Nhưng mà mình cảm giác mình mới xài á nên mình chưa quen á, nên là mình làm hơi lâu. Đầu tiên là mình sẽ có một bộ bài, bộ bài hình chú vịt như thế này. Thật ra đây không phải là cái phụ kiện chính trong cái video ngày hôm nay ha, nhưng mà trong cái gói hàng này mình có order chung luôn để cho nó đủ cái đơn hàng á, để mình được tiết kiệm đó. Đây là bộ bài của mình. Mình định mua bộ bài này để mình dịp Tết mình chơi đánh bài với mọi người, nhưng mà Sukana là mình đã nghỉ rồi. Và ok thôi, để cho cái công ty sau của mình đi làm đi, mình sẽ để dành bộ bài để chơi. Hoặc là trong thời điểm này nếu mà bạn bè mình có muốn chơi thì mình thấy đem theo mình chơi cũng được. Đây là một cái hình thức giải trí mình thấy cũng khá là hay, nhưng mà nó có điều nó hơi không có hợp pháp cho lắm nếu mà các bạn sử dụng tiền khi mà các bạn chơi những trò này nha. Nên là mình chỉ chơi vui vẻ thôi nha các bạn nha, đừng có dùng tiền để chơi nó. Cái món tiếp theo của mình đó chính là một cái tai nghe Bluetooth hình chú gấu Tespia này đây. Đây là một cái tai nghe khá là xinh với các cái thiết kế phong cách Disney. Đây là cái chiếc hộp, trong đây một sách hướng dẫn sử dụng. Thì hiện tại mình sẽ không có review nó chính xác cụ thể nên là mình sẽ không có kết nối ha, mình chỉ mở hộp ra thôi. Ở đây mình sẽ có một cái cáp sạc Type-C. Phần chính là cái em tai nghe. Mình sẽ cho các bạn xem bên trong cái màn bọc này một chiếc tai nghe Bluetooth nó sẽ như thế nào.
Mình không biết cho các bạn xem mặt nào trước, không mình xem mặt này trước đi. Đây. Mặt trước đây. Và đây là cái mặt sau. Em tai nghe. Ồ, siêu dễ thương luôn á. Ở đây mình sẽ có cái cổng sạc Type-C nè. Mở như thế này đây. Một chiếc tai nghe Bluetooth. Đây là cái dạng thiết kế in-ear, giống như là những cái tai nghe AirPods của iPhone. Nên là cái thiết kế này nó khá là basic rồi, dùng sẽ rất là dễ luôn. Khá là xinh và phù hợp. Lý do mình mua cái con tai nghe Bluetooth này là bởi vì mình muốn dùng cho cái con máy tính bảng Samsung của mình. Cái việc lắp nó hơi hơi đặc biệt, hơi lạ xíu. Đây là cái món thứ hai mình có trong cái video này. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái món thứ ba, là cũng như cái món cuối cùng trong cái vlog cuối năm ngày hôm nay. Có món quà cuối cùng. Thì nếu mà các bạn có xem cái vlog mà cái việc trao đổi món quà của mình á, thì mình đã tặng cho bạn bè của mình, và tất nhiên là mình cũng phải mua cho mình một cái, đúng không ạ? Nó rất là thời trang luôn, nên là mình quyết định mình mua không một cái. Nhưng mà cái mẫu này với cái mẫu kia là hai mẫu khác nhau, nên là các bạn sẽ xem nha. Ta-da! Đây là chính cái tai nghe của mình đây. Thì cũng là Thin Pro, à Thin Plus của Lenovo, và vẫn còn nguyên siêu luôn. Và đây là cái chiếc tai nghe của mình. Thì mình đã mua cho mình là cái dòng headphone TH30, và mình tặng cho bạn bè của mình là headphone TH10. Hai cái dòng nó khác nhau một xíu. Dòng này thì không có kháng nước, bởi vì mình thấy trên thông số á, mình thấy không có. Nhưng mà không biết thực tế là nó có hay không. Nhưng mà cái của bạn mình tặng cho bạn mình chứ, thì nó lại có chống nước. Thì bây giờ mình sẽ unbox thôi. Review thì hy vọng video năm sau nha, mình sẽ review cho các bạn. Đầu tiên là mình sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng dành cho TH30. Tiếp theo là một cái phụ kiện. Mình sẽ có đầu tiên là một sợi dây sạc Type-C, hai là một cái sợi dây 3.5. Sẽ nói về dây sạc thì rất là tiện lợi luôn, bởi vì bây giờ tất cả sản phẩm của mình đều sử dụng Type-C hết, nên là mình có thể sử dụng đem một dây thôi và mình dùng cho tất cả các thiết bị luôn, nếu cái thiết bị nào hết pin. Và một cái phần thứ hai là nếu trường hợp mình muốn sử dụng có dây cho máy tính thì mình cũng có thể sử dụng được luôn. Khá là tiện lợi, đúng không ạ? Nhân vật chính của mình nằm trong đây. Em headphone. Wow. So nice. Lenovo. Thì mình đã lựa chọn cái màu be. Mình suy nghĩ là giữa màu đen, à nó chỉ có 3 màu thôi, màu đen, màu be và màu hồng. Thì chắc chắn là mình sẽ không chọn màu hồng rồi, mình chỉ có lựa chọn màu đen hoặc là màu be này. Và mình cũng phân vân lắm, hai màu nào nó cũng trendy. Sau một hồi suy nghĩ thì mình đã quyết định chọn cái em này, màu be. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái headphone luôn á. Trước giờ mình toàn sử dụng tai nghe không dây hoặc tai nghe có dây thôi, chứ chưa bao giờ dùng headphone lần nào. Chỉ có cái khoảng thời gian mà hồi xưa mình ra tiệm net á, thì tiệm net họ trang bị cái headphone thì mình mới dùng thôi, chứ họ không trang bị thì mình cũng không bao giờ trải nghiệm đâu. Và bây giờ trong cái khoảng thời gian mà thời trang nè, headphone nó collab với nhau, bởi vì Apple họ ra headphone nó rất là trendy luôn, và ai cũng sử dụng. Và trong phòng gym mình thấy cũng hầu hết là rất nhiều người sử dụng headphone luôn, họ rất là style, và mình cũng muốn như vậy. Mình là mình mua một cái cho chất hơn, ngoài việc mình đeo như thế này nè, hoặc là mình có thể chụp hình mình đeo như thế này, xinh đúng không ạ? Thì ok, thì đó là tất cả những gì mình có trong các vlog, là phải có một cái vlog đúng không ạ? Một cái video unbox những cái sản phẩm phụ kiện công nghệ giá dưới 300.000. Thì nếu các bạn muốn mua những cái sản phẩm này thì mình sẽ đều để link bên dưới nha, để các bạn có thể lựa chọn. Và để xem chi tiết review về những cái sản phẩm mà mình mới vừa unbox này cũng comment bên dưới nha, để mình biết các bạn quan tâm, và mình sẽ tranh thủ làm một cái review sớm để đăng lên vlog, và để các bạn biết được có nên mua hay không. Ok, thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào vlog vào năm sau nhé. Bye bye.